cũng lớn tuổi hơn ngày trước rồi. Lớn tuổi. Nói giống như chửi vô đồng đội vậy. Thôi cố lên nào. Dạ. Kính thưa quý vị, Lily đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Áo gì tên gọi có số? Áo gì tên gọi có số hả? Đúng rồi, tên gọi có số. Áo gì? Trong đó có số vậy thôi. Áo gì? Mọi người nghĩ quá nhiều á, cứ nghĩ đơn giản thôi. Áo gì trong cái tên gọi nó có con số trong đó? Miền Tây hay mặc đó con. Áo bà ba. Yeah. Thua thì mình vẫn có một lượt cuối cùng. Lily à, anh sẽ cho em chiến thuật. Vòng này là em chơi cho vui thôi, tại thắng cũng không được gì, đúng không? Vòng này người em cần chiến thắng chính là cô gái thì nên anh có anh bây giờ là một tập à. Rồi vậy là dạ. Kính thưa quý vị, Lily đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ tiếng Anh. Món bún nào không thể làm giả được? Bún riêu. Chính xác. Đố chữ. Môn võ nào chỉ dành cho những người say rượu? Võ say rượu. Say xỉn hả? Võ túy quyền. Chính xác. Ai. Ôi, nhiều khi anh Ly cũng được 10 câu chứ bộ. Đố chữ. Mỗi lần tập võ, Hùng thường ra chuồng gà tập. Hỏi Hùng tập môn võ gì? Võ kê. Gà là taekwondo. Võ cái gì kê ta? Có võ kê hả? Võ taekwondo. Rồi không chính xác. Đáp án là ừ. Ai trời của đất. Chúng ta gặp gỡ lại Ly. Ly. Thì thưa quý vị là chỉ có lúc cái bộ này nó dậy thì cũng có lúc bộ kia nó dậy. Dạ. Lâu lâu nó một hai câu nó dễ khó lắm. Một hai câu nó dễ. Sao con nghe ở ngoài sao mọi người hú hét quá vậy chú? Hú gì đâu, ta có 9 câu hú gì. Ở đây là dễ lắm. Dễ lắm. Có gì đâu áp lực, đội mình đang thua mình thua nữa có sao đâu. Thầy bị áp lực thì hỏi đi, hỏi lên. Ok, dạ con lên. Thầy đang áp lực, đội mình đang áp lực kìa. Thôi nãy đứng là cái hội bài cũng gì. Anh đội mình đang áp lực kìa. Đúng rồi, Ly ơi. Nghe lời người ta xuống. Sao, sao? Cô nói gì với Ly không? 3 x 3 bằng mấy? Hả? Khó quá. Khó quá. Chị nói rồi chú ơi. Ông nói chung là chưa gì là thấy con số 9 là cũng hơi áp lực ha. Nếu như hồi nãy mà Khánh Vân mà trả lời được câu cái câu đó đúng là coi như là hôm nay là trừ trở lại nên quá tuyệt vời đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Quá đẹp luôn á. Thôi chị tin vào em, tại vì chị thấy là trước đây em cũng trả lời khá là nhanh và em cũng trả lời được khá là nhiều á. Nhưng mà giờ em cũng lớn tuổi hơn ngày trước rồi. Lớn tuổi. Nói giống như là chửi vô đồng đội vậy. Thôi cố lên nào. Dạ. Kính thưa quý vị, Lily đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Áo gì tên gọi có số? Áo gì tên gọi có số hả? Đúng rồi, tên gọi có số. Áo gì? Trong đó có số vậy thôi. Áo gì? Mọi người nghĩ quá nhiều á, cứ nghĩ đơn giản thôi. Áo gì trong cái tên gọi nó có con số trong đó? Miền Tây hay mặc đó con. Áo bà ba. Yeah. Đó, vậy thôi nha, nhắc quá nha. Nhắc quá, nhắc rõ ràng quá. Thôi dễ mà nhắc quá. Áo gì có số? Áo gì có số hả? Áo cầu thủ đá banh. Chính xác. Yeah. Hai. Cố lên, cố lên. Áo gì biết leo cây? Áo khỉ. Chính xác. Giỏi. Rồi, Dương cũng là vậy nha. Áo gì biết bay? Mình nhớ con gì biết bay là mình sẽ cái lòi ra cái áo con, hiểu không? Đó, cái gì biết bay đây nè. Áo chim là không có nha con, không có áo chim. Thôi, nghĩ con khác đi con. Áo cánh dơi. Chính xác. Rồi, áo gì dùng để ăn cơm? Ăn cơm thì có cái gì ăn được nè. Ờ, ăn cơm thì có cái gì nè? Áo... Nói ra luôn, mình nói ra luôn. Áo bát đây. Hả? Chén hả? Áo dĩa cơm, tô. Ờ... áo đó, áo gì đó đó. Áo tô hả? Áo tô là áo gì vậy? Là thâu biết còn không biết nữa. Trời ơi, tình yêu như tình yêu rồi đó luôn. Hết rồi đó, quá nhắc. Hết tô dạ. Tên hát bài của Nhi. Em là búp non em lớn lên trong vùng cát tô hả? Đó là gì? Áo măng tô. Chính xác. Không thể phục câu hỏi gì mà nhắc
Ủa, có người nhắc hả? Trời ơi. Xin lỗi em, có người nhắc. Đâu có đâu, không em không, không, không. Tôi nhắc anh nhớ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Loài vật nào được mệnh danh là gà đại dương hay gà nước mặn? Gà, món này không biết rồi. Không biết gà rồi. Gà nước mặn. Gà nước mặn em không biết rồi. Ờ, rồi em có trả lời lại. Con heo. Rồi, không chính xác. Đáp án là cá bò hòm. À, không biết, không biết. Chị cũng không biết cái này. Đây là đố chữ. Nàng dâu nặng nề tập đi sau khi sanh quý tử cho anh Tý. Hỏi nàng dâu tuổi con gì? Nàng dâu nặng nề sau khi sanh quý tử cho anh Tý. Nàng dâu nặng nề sau khi sanh quý tử thì tuổi con gì? Nàng dâu nặng nề, nệ, nặng. Nàng dâu nặng đơn giản nề, rồi, đơn giản cái rồi. Nó lây. À, con gà. Con gà, chính xác. Đố chữ, thưởng gì không được ngủ? Thưởng thức. Chính xác. Hậu mất cái gì mà hậu khổ? Mất cái gì mà hậu khổ? Hậu khổ. Hậu mất cái gì ta? Hộ khẩu. Chính xác. Trời ơi. Đây, tự thấy đơn giản đúng không? Đây, 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 đây. Câu này là Khánh Vân thua đó. Đó, đây nè. Điền từ còn thiếu vào câu sau. Buồn ngủ gặp chấm chấm chấm. Chiếu manh. Chính xác. Sao ai cũng biết câu này? Sai gì ồn ào? Sai gì ồn ào? Rồi, hết giờ. Kính thưa quý vị, như vậy là Lily đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Như vậy sau 3 lượt, lượt đầu tiên là mình huề với nhau, hai lượt sau là đội mình toàn thua. Đúng không ạ? Mình mới chơi có 2 vòng anh ơi, vòng chưa thấu nhi đâu tính đúng không? Không có chơi gì đâu, không có chơi gì đâu. Nói chung là ngày hôm nay rất là vui ha, vỗ tay cho cái sự vui ngày hôm nay nè. Mà vẫn tức nha. Tức đi chứ. Thôi nhanh chóng lại một câu hỏi đi anh. Một câu hỏi giống vậy luôn 5 giây cho Khánh Vân. Thôi. Thôi vậy kỳ lắm. Thôi vui rồi, ai cũng vui hết rồi đó. Thôi xin mời. Xin mời. Xong rồi đó. Về đi con. Nhỏ táo tôi làm sao sống nổi đây. Vô con. Không sao Ly ơi. Không sao. Không sao, không sao. Em vẫn thua thì vẫn có thi tiếp được sau nữa đúng. Mà đúng không? Đúng rồi, tâm lý mình khỏe mà. Dù có thua thì mình vẫn có một lượt cuối cùng. Ly Ly à, anh sẽ cho em chiến thuật. Vòng này là em chơi cho vui thôi. Tại thắng cũng không được gì. Đúng không? Vòng này người em cần chiến thắng chính là cô gái thường nên ngăn của anh bây giờ là một tập an. Rồi mời lên. Dạ. Kính thưa quý vị, Lily đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ tiếng Anh. Món bún nào không thể làm giả được? Bún riêu. Chính xác. Đố chữ. Môn võ nào chỉ dành cho những người say rượu? Võ say rượu. Say xỉn hả? Võ túy quyền. Chính xác. Ôi, nhiều khi anh Ly cũng được 10 câu chứ bộ. Đố chữ. Mỗi lần tập võ, Hùng thường ra chuồng gà tập. Hỏi Hùng tập môn võ gì? Võ kê. Gà là taekwondo. Võ cái gì kê ta? Có võ kê hả? Võ taekwondo. Rồi, không chính xác. Đáp án là Hùng kê quyền. Không, này em không biết. Không biết đúng không? Dạ, chị không cũng biết. Không có biết cái môn này. Kê tên một món võ, có tên một động vật. Môn võ em, món là đồ ăn. Môn võ, à, có tên một động vật. Hùng kê quyền. Hùng kê đó, quyền. Chính đó. Xác. Và đây là đố chữ. An tham gia một cuộc thi ủi đồ. Tuy không đạt 3 thứ hạng cao nhất, nhưng An vẫn được trao giải. Hỏi An được trao giải gì? Giải an ủi. Chính xác. Tiếp theo sẽ là đố chữ. Cây gì nghe tên đã thấy sức khỏe tràn trề? Cây gì nghe tên đã thấy sức khỏe tràn trề? Tràn trề. Cái gì hả? Cây. Cây hả? Sức khỏe tràn trề. Cây gì nhà chú ở dưới kia có đó. Ngay cây cổng luôn á. Vừa vô bên tay trái bãi đậu xe đó. Cây. Cây. Mà cây gì trời? Biết nhớ không? Nhớ cái cây đó. Cái bên cái bảng gắn tên. Nhưng mà con không nhớ là cây gì. Cây cây sung. Chính xác. Hoa gì vốn ở nhà nàng, đến khi hết sắc lại đi làm thầy? Hoa gì vốn ở nhà nàng hả chị?
đến khi hết sắc lại đi làm thầy. Tôi hoa mai. Ướp trà thơm đại khách họ hàng. Cô bác đeo khăn nhà với nhà tôi. Không biết rồi ơi. Con biết hoa mai. Hoa mai không chính xác. Dạ. Đáp án là hoa sứ. Bỏ sắc là sư. Hoa sứ nhà nàng. Bỏ sắc là thành sư, sư là thầy. Mùa nào mà người ta thường chúc nhau đạt kết quả cao? Mùa thi. Mùa thi chính xác. Ok. Đốt chữ. Lài mua thịt heo về, cha hỏi Lài định làm món gì? Đố Lài sẽ trả lời cha làm món gì? Cha, đố chữ hả chị? Cha Lài, cha là thịt heo, thịt lợn. Lài, lợn. Lài mua thịt heo về, cha hỏi Lài định làm món gì? Không biết, trời ơi, lòng lợn. Rồi, không chính xác. Có cha gì hỏi chị? Cha hỏi. Trả. À. Đố phiên âm tiếng Anh. Vì sao tí nói rằng lúc yêu Lài muốn uống trà sữa cùng tôi, bây giờ hết yêu cô ấy chỉ muốn uống đá nghe. Hết thời gian. Me là trở thành tiếng Anh là me. Thì đá me, ờ là đá tôi. Trời, anh ấy si quá giỏi luôn. Kính thưa quý vị, Lily đúng đáp án liên tiếp 3 câu.